Xin chào các bạn, mời các bạn cùng nghe Tam Quốc Diễn Nghĩa. Quý vị và các bạn đang nghe sách nói Tam Quốc Diễn Nghĩa. Tác giả là Quán Trung, dịch giả Phan Kế Bính. Hồi 38, Long Trung quyết kế thiên hạ chi ba. Tôn Thị báo thù, Trường Giang đại chiến. Lại nói, Huyền Đức hai lần đi không được gặp Khổng Minh lại định đi lần nữa. Quan Công nói, huynh trưởng đã hai lần thân đến nhà bái yết, lễ nghi như vậy là quá hậu rồi. Có lẽ Gia Cát Lượng cung chỉ có hư danh, không có thực tài nên mới tránh mặt không cho gặp đấy thôi. Sao huynh trưởng quá sùng bái người ấy làm vậy? Huyền Đức nói, không phải thế đâu. Ngày xưa Tề Hoàng Công muốn đi cầu một người quê mùa ở Đông Quách, năm lần đi mới được gặp, huống chi ta muốn cầu một bậc đại hiền. Trương Phi nói, đại huynh nhầm đó, gã nhà quê đó sao gọi là đại hiền nữa. Thôi, chuyến này không cần đại huynh đi nữa. Nếu hắn không đến, em sẽ lấy thần trối điệu về đây là ổn chuyện. Huyền Đức mắng, chú không nhớ việc Văn Vương ngày xưa đi cầu Khương Tử Nha, Văn Vương còn kính người hiền như thế nào à? Chú sao vô lễ quá vậy? Lần này chú đừng đi nữa, để ta đi cùng Vân Trường thôi. Phi nói, hai anh đều đi cả, tiểu đệ ở nhà làm gì? Huyền Đức nói, nếu muốn đi thì không được thất lễ. Phi vâng theo. Nói rồi, ba người cưỡi ngựa cùng bọn tùy tùng đến Long Trung. Còn cách Liều Tranh Đôn-ư-a dặm, Huyền Đức xuống ngựa đi bộ. Gặp Gia Cát Quân, Huyền Đức vội vàng thi lễ, hỏi, lệnh huynh hôm nay có nhà không? Quân đáp, anh tôi mới về chiều qua, tướng quân đến hôm nay thì gặp. Nói rồi, ung dung đi ra. Huyền Đức nói, phen này mai được gặp tiên sinh đây. Trương Phi nói, người này mới vô lễ chứ, dẫn luôn bọn ta vào nhà thì đã mất gì, sao cứ cắm đầu đi thẳng. Huyền Đức nói, ai có việc người nấy, bắt buộc người ta sao được. Ba người lại đi, đến trước nhà gõ cửa. Tiểu Đồng ra mở cửa, nói, tiên sinh hôm nay có nhà, nhưng đương ngủ. Huyền Đức nói, đã vậy, xin đừng báo tin vội. Rồi dặn quan Trương hãy đứng chực ngoài ngõ. Huyền Đức trốn rén đi vào, thấy Khổng Minh đương nằm ngủ trên ghế. Huyền Đức bèn chắp tay đứng chực dưới thềm. Được một lúc lâu, Khổng Minh vẫn chưa dậy. Quan Trương đứng đợi ngoài ngõ mãi, chẳng thấy động tĩnh gì, mới lẻn vào xem, thì thấy Huyền Đức vẫn chắp tay đứng hầu. Trương Phi giận lắm, bảo Vân Trường rằng, lão tiên sinh này sao kiêu kỳ lắm thế? Thấy anh ta đứng thế kia, nó càng giả vờ ngủ khi không dậy. Để em ra sau nhà cho một mồi lửa, xem nó có phải vậy không? Vân Trương can mãi Trương Phi mới thôi. Huyền Đức bắt hai người phải ra ngoài đứng đợi, rồi trông vào trong nhà, thấy Khổng Minh dở mình, nhưng rồi lại quay mặt vào vách tường ngủ yên. Tiểu Đồng toan lại đánh thức, Huyền Đức bảo, chớ nên đánh thức vội. Rồi lại đứng đợi một lúc nữa, Khổng Minh mới tỉnh giấc, miệng ngâm bài thơ rằng, mơ màng ai tỉnh trước, bình sinh ta biết ta, thềm tranh giấc xuân đẩy, ngoài sông bóng ác tà. Ngâm xong, Khổng Minh mới quay ra hỏi Tiểu Đồng rằng, có tục khách nào đến đây không? Tiểu Đồng thưa, có Lưu Hoàng Thúc đứng đợi đây đã lâu lắm. Khổng Minh liền vùng dậy nói, sao không báo tin ngay, để ta dậy thay áo đã. Rồi đi vào nhà trong, một lúc mới mặc áo đội khăn chỉnh tề ra tiếp. Huyền Đức thấy Khổng Minh mình cao 8 thước, mặt đẹp như ngọc, đầu đội khăn lược, mình mặc áo cán hạt, hình dáng thanh thoát như tiên. Huyền Đức lại thụp xuống đất nói rằng, tôi là kẻ ngu hèn, dòng dõi nhà Hán, quê ở quận Trác, lâu nay được nghe tiếng lớn tiên sinh như sấm bên tai, đã hai lần đến hầu đều chưa được gặp. Tôi có viết bức thư nhờ để tới, không biết đã được tiên sinh xem đến chưa. Khổng Minh nói,
Tôi là một người quê mùa ở Nam Dương, tính quen lười biếng. Mấy lần đội ơn tướng quân có lòng hạ cố, tự nghĩ thấy hổ thẹn vô cùng. Hai người chào lễ nhau xong, bèn phân ngôi chủ khách ngồi chơi. Tiểu Đồng bưng trà lên, uống xong, Khổng Minh nói: Tôi xem bức thư tướng quân, biết là lòng tướng quân đêm ngày lo việc dân việc nước. Nhưng vì lượng này tuổi còn trẻ, tài còn kém, chưa đáp được lòng mong mỏi của ngài. Huyền Đức nói: Không có lẽ những lời của Tư Mã Đức Tháo và Từ Nguyên Trực đều lầm cả hay sao? Mong tiên sinh đừng chê kẻ ngu hèn này mà giải bảo cho. Khổng Minh nói: Đức Tháo, Nguyên Trực thực là cao sĩ trong đời. Lượng này là một kẻ đi cày, dám đâu bàn việc thiên hạ. Hai ông ấy tiến cử làm người rồi, xin tướng quân chớ vứt ngọc quý mà tìm đá vôi. Huyền Đức nói: Những bậc trượng phu mang tài kinh ban tế thế, há chịu chết già trong chốn lâm tuyền hay sao? Xin tiên sinh hãy trông đến đời sống của muôn dân, dạy bảo cho điều hay lẽ phải để đầu óc mờ tối của tôi được sáng tỏ ra. Khổng Minh cười nói: Xin cho biết chi của tướng quân. Huyền Đức bảo người nhà lui ra rồi nói: Nhà Hán nghiêng đổ, kẻ gian thần cướp quyền. Bị này không lượng sức mình, muốn đem sức lớn mà bỏ ra với thiên hạ, nhưng tài nông trí cạn, chẳng làm nên trò trống gì. Xin tiên sinh hãy mở mắt giúp cho và cứu bị đang cơn vận khốn, thì thật là may mắn. Khổng Minh nói: Từ khi Đổng Trác phản nghịch đến nay, hào kiệt bốn phương trỗi dậy. Như Tào Tháo thế kém Viên Thiệu mà đánh được Thiệu, đó không phải chỉ có thiên thời mà cũng có mưu người nữa. Nay Tháo đã cầm được quân trăm vạn, mượn tiếng Thiên Tử để khống chế chư hầu, xem đó thật không thể tranh giành với Hán được. Tôn quyền giữ đất Giang Đông đã được ba đời, đất đai hiểm trở mà lòng dân lại quy phục, xem thế Giang Đông cung chỉ dùng để giúp ta, chớ không thôn tính được. Duy chỉ còn Kinh Châu, phía bắc có sông Hán, sông Miện, kéo dài đến tận Nam Hải, phía đông nối liền với Ngô Hội, phía tây thông vào Ba Thục, chỗ ấy là đất dụng võ, phải có chứa giỏi mới giữ nổi, trời để dành riêng cho tướng quân đó. Tướng quân nghĩ sao? Lại còn ít châu, hình thế hiểm trở, ruộng đất phì nhiêu nghìn dặm, thực là một vựa thóc của trời. Cao Tổ ngày xưa cũng do nơi đó mà dựng thành nghiệp đế. Nay ngưu chưa ngu si hèn yếu, dân nhiều, nước giàu mà không biết trông coi. Những người hiền tài đều chỉ mong được vua sáng mà thờ. Tướng quân đã là dòng dõi nhà vua, tín nghĩa tỏa ra bốn bể, thu nạp anh hùng, mong người hiền như khát nước. Nếu tướng quân gộp được châu Kinh, châu Ích, giữ vững nơi hiểm trở, mặt Tây hòa với các tộc, mặt Nam phụ dụ các nước Di, Việt, ngoài thì liên kết với Tôn Quyền, trong thì sửa sang việc chính trị, đợi lúc thiên hạ có biến, sai một thượng tướng đem quân Kinh Châu tiến sang Uyển Lạc, còn tướng quân thì đem quân Ích Châu tiến xa Tân Xuyên, nhất định trăm họ phải đem giỏ cơm bầu nước đến đón tướng quân. Nếu được như thế, nghiệp lớn mới thành, nhà Hán mới phục hưng được. Đó là việc mà Lượng bày tỏ với tướng quân thử xét xem. Nói xong, sai Tiểu Đồng đem bản đồ treo giữa nhà, rồi trỏ bảo Huyền Đức rằng: Đây là địa đồ 54 châu ở Tây Xuyên. Tướng quân muốn thành nghiệp bá, thì phải nhường thiên thời cho Tào Tháo ở phía Bắc, nhường địa lợi cho Tôn Quyền ở phía Nam. Còn tướng quân thì nắm vững lấy Nhân Hòa. Trước hãy chiếm Kinh Châu làm nơi căn bản, sau lấy đến Tây Xuyên để dựng cơ đồ, hình thành cái thế chân vạc, rồi sau mới TINHDEN Trung Nguyên được. Huyền Đức nghe nói, chắp tay tạ rằng: Lời nói của tiên sinh, mở sáng chỗ tối tăm cho bị, làm cho bị này như gạt đám mây đen trông thấu đến trời xanh. Nhưng Lưu Biểu ở Kinh Châu, Lưu Chương ở Ích Châu đều là tôn thân nhà Hán, bị sao nợ cướp lấy. Khổng Minh nói: Ban đêm, Lượng đã xem thiên văn, biết Lưu Biểu cung không thọ được mấy nổi nữa. Còn Lưu Chương không phải người chủ lập được cơ nghiệp, sau này Kinh, Xuyên cung phải về tay tướng quân cả. Huyền Đức nghe nói, cúi đầu lại tạ.
chỉ qua cuộc đàm luận này cũng đủ thấy Khổng Minh chưa ra khỏi liều tranh mà đã biết tình thế thiên hạ chia ba rồi. Thật ngàn xưa không ai sánh kịp. Người sau có thơ khen rằng, Dư Châu đang oán bước đường cùng. Nay tới Nam Dương gặp Ngọc Long. Muốn biết sau này chia thế vạc. Đĩ Đồ cười trỏ, đứng mà trông. Huyền Đức vái mời Khổng Minh và nói, Bị tuy danh hèn đức kém, cung xin tiên sinh chớ bỏ rơi kẻ ngu hèn này, xuống núi giúp đỡ, bị xin chắp tay cúi đầu nghe lời dạy bảo. Khổng Minh nói, lượng này lâu nay quen tay cày tay quốc, chén mãn việc đời, không thể vâng mình được. Huyền Đức khóc nói, tiên sinh không xuống núi giúp cho thì trăm họ sẽ ra sao? Nói xong hai hàng nước mắt lã chả rơi thấm ướt cả vạt áo. Khổng Minh thấy Lưu Bị quả là thành thật, liền nói rằng, tướng quân đã không ruồng bỏ, lượng này xin đem hết tài khuyển mã ra phò tá. Huyền Đức mừng lắm, lập tức gọi quan trương vào lại dân lễ vật, vàng, lụa, Khổng Minh từ chối không lấy. Huyền Đức nói, đó không phải là lễ vật đi cầu bậc đại hiền, mà chỉ là để biểu lộ tấm lòng của vị NAIDO thôi. Khổng Minh mới chịu nhận. Đêm hôm ấy cả anh em Lưu, Quang, Trương cùng ngủ lại trong trại. Hôm sau, Gia Cát Quân về Khổng Minh dặn rằng, ta chịu ân Lưu Hoàng Thúc 3 lần hạ cố, không thể từ chối được. Em ở nhà, chăm việc cày bừa ruộng nương không được bỏ hoang, đợi bao giờ thành công anh sẽ về đây ẩn dật. Đời sau có bài thơ than rằng, chưa bước chân ra vội nghĩ lui công thành thân thoái chớ quên lời, chỉ vì tiên chúa đinh ninh dặn, ngũ trưởng cao xa lúa ngậm ngùi. Lại có một bài cổ phong như sau, kiếm cao hoàng vung 3 thước ngắn, núi mang đằng máu rắn chứa chan, giết tần phá sở gian nan, Hàm Dương truyền kế 200 năm trời, vua Quang Vũ nối ngôi Đông Lạc, đến hoàng linh cơ nghiệp nghiêng xó, Hứa Xương vua hiến dời đô, anh hùng 4 bể ồ ồ nổi lên, Tào Tháo đã chuyên quyền được thể, Tôn Quyền dựng nghiệp Giang Đông, Dự Châu một phận Long Đông, nương mình Tân Giả cô cùng một nơi, Ngọa Long vốn là người đại chí, quân trong tay chia vị chính kỳ, nhận lời từ thứ khi đi, liều tranh 3 lượt nàng nì thăm coi, tuổi tiên sinh mới 27, xếp cầm thư ra khỏi điền viên, lấy kinh rồi lại lấy xuyên, ra tay kinh tế, cán tuyền càng khôn, lời đầu lưỡi khua cơn sấm gió, mẹo trong lòng sáng tỏ trăng cao, rồng bay hổ dữ khác nào. Xưa nay có một tiếng cao muôn đời. Ba anh em Huyền Đức từ biệt Gia Cát Quân, rồi cùng Khổng Minh về Tân Giả. Huyền Đức đã tôn Khổng Minh vào bậc thầy, ăn cùng một bàn, ngủ cùng một chiếu, hàng ngày chỉ bàn việc thiên hạ. Khổng Minh nói, Tào Tháo ở Kinh Châu đào ao huyên vu để tập thủy quân, tất có ý muốn xâm chiếm Giang Nam. Ta nên sai người qua sông, dò xem tình hình ra sao. Huyền Đức nghe lời, sai người sang Giang Đông. Lại nói từ khi Tôn Sách mất, Tôn Quyền trấn giữ Giang Đông, nối lại cơ nghiệp của phụ hoàng dùng nhiều hiền sĩ, mở một nhà tiếp khách ở Ngô Hội, sai Cố Ung, Trương Hoành ra đó chiêu đãi tân khách 4 phương. Suốt mấy năm liền, họ lần lượt tiến cử nhau rất nhiều, như Hám Thạch tự là Đức Nhuận ở Cố Kê, Nghiêm Tuấn tự là Mang Tài ở Bành Thành, Tiết Tôn tự là Kính Văn ở Huyện Bái, Trình Bỉnh tự là Đức Khu ở Nhu Dương, Chu Hoàng tự là Hưu Mục và Lục Tích tự là Công Kỷ ở Ngô Quận, Trương Ôn tự là Huệ Thứ ở nước Ngô, Lạc Thống tự là Công Tục ở Ô Thương, Ngô Sáng tự là Khổng Hưu ở Ô Trình, tất cả đều tấp nập kéo đến Giang Đông. Tôn Quyền kính trọng, tiếp đãi rất hậu, lại được mấy tướng giỏi nữa, như Lã Mông tự là Tử Minh ở Nhữ Dương, Lục Tốn tự là Bá Ngôn ở Ngô Quận, Tư Thịnh tự là Văn Hướng ở Lương Gia, Phan Chương tự là Đông Khê ở Đông Quận, Đinh Phụng tự là Thừa Uyên ở Lư Giang.
Văn Võ bấy nhiêu người đồng tâm giúp đỡ, cho nên Giang Đông nổi tiếng là thu nạp được nhiều người tài giỏi. Năm Kiến An thứ 7, Tào Tháo phá được Viên Thiệu rồi, sai sứ sang Giang Đông bảo Tôn Quyền cho con sang chầu vua. Tôn Quyền còn do dự chưa định. Ngô Thái phu nhân mời gọi bọn Chu Du, Trương Chiêu đến bàn bạc. Trương Chiêu nói: Tào Tháo dụ ta cho thế tử vào chầu, tức là dùng thế kiềm chế chư hầu đó. Nếu không đi, Tháo kéo đại quân sang đánh Giang Đông, tình hình sẽ nguy ngập. Chu Du nói: Tướng quân thừa kế cơ nghiệp của cha anh, thâu gom được cả nhân dân 6 quận, binh mạnh lương nhiều, tướng sĩ hết lòng, có việc gì bức bách mà phải đặt con tin với người ta. Đưa con tin đến rồi tất phải phục tùng họ Tào, khi hắn có lệnh, đòi ta không đi không được, như thế chẳng hóa ra cúi đầu chịu cho người ta kiềm chế hay sao? Cứ ý tôi thì không nên cho thế tử vào chầu, đợi sự biến xảy ra, lúc ấy ta sẽ có kế hay đối phó. Ngô Thái phu nhân nói: Công Cẩn nói phải đó. Tôn Quyền nghe theo, khước từ sứ giả, không cho con vào chầu. Từ đó Tào Tháo có ý muốn đánh Giang Nam, chỉ vì việc phương Bắc chưa yên nên chưa rảnh tay cất quân Nam chinh được. Đến tháng 11 năm Kiến An thứ 8, Tôn Quyền dẫn quân đánh Hoàng Tổ. Hai bên đánh nhau trên sông Đại Giang, quân Tổ thua chạy. Bộ tướng Tôn Quyền là Lăng Tháo bơi một chiếc thuyền nhỏ vào Hà Khẩu, bị tướng địch là Cam Ninh bắn chết. Còn Lăng Tháo là Lăng Thống mới 15 tuổi, ráng sức cướp lại thay cha đem về. Quyền thấy chiều gió không lợi, thu quân về Đông Ngô. Lại nói: Em Tôn Quyền là Tôn Dực làm thái thú ở Đan Dương, tính nóng lại hay rượu, khi say thường hay đánh đập quân lính. Đốc tướng ở Đan Dương là Vĩ Lãm và quân thừa là Đái Viên vẫn có ý muốn giết Dực. Hai người liền kết bạn tâm phúc với tên tùy tùng của Tôn Dực là Biên Hồng, cùng nhau bàn âm mưu giết Dực. Hồi ấy các huyện lệnh và tướng tá đều họp nhau ở Đan Dương. Dực mở tiệc khoản đãi. Vợ Dực là Từ Thị xinh đẹp, lại thông minh, có tài bói dịch. Hôm ấy Từ Thị bói một quẻ rất xấu, khuyên chồng đừng ra tiếp khách. Dực không nghe. Đến chiều tiệc tan, Biên Hồng theo Dực ra ngoài cửa sổ và rút dao chém chết Dực. Vĩ Lãm, Đái Viên đổ tội cho Biên Hồng, bắt Hồng đem chém ở chợ. Dực chết rồi, hai người thừa thế cướp đoạt của cải, tỳ thiếp của Dực. Vĩ Lãm thấy Từ Thị có nhan sắc mới bảo rằng: Ta đã báo thù cho chồng nàng, nàng nên theo ta, nếu không sẽ chết. Từ Thị thương: Chồng thiếp chết chưa được mấy ngày, thiếp đâu nỡ thế. Xin hãy gắng đợi đến ngày 30 sửa lễ trừ phục, rồi sẽ xin theo cung chưa muộn. Lãm đồng ý. Từ Thị lập tức sai người mật báo hai tướng tâm phúc cu của chồng là Tôn Cao và Phó Anh đến, khóc bảo rằng: Khi chồng thiếp còn sống, vẫn thường bảo hai ông là người trung nghĩa. Nay hai thằng giặc Vĩ đã giết chồng thiếp, rồi vu cho Biên Hồng, cướp cả của cải cho chí kẻ hầu người ở, đem chia nhau. Vĩ Lãm lại muốn chiếm cả thân thiếp nữa, thiếp đã phải giả cách vâng lời cho yên lòng nó. Hai tướng quân nên sai người sớm khuya báo tin với Ngô Hầu, một mặt lập kế để trừ hai thằng giặc ấy để rửa thù này, thì kẻ sống người thắt ai cung hàm ân. Từ Thị nói xong bèn sụp xuống lại. Tôn Cao, Phó Anh cùng khóc nói: Hai chúng tôi ngày xưa đều được đội ơn phu quân, nay chúng tôi còn cố sống lại cung là để tìm kế báo thù cho chủ. Phu nhân đã sai khiến, dám đâu không hết sức. Bèn mật sai người tâm phúc đi báo Tôn Quyền. Đến tối 30, Từ Thị gọi Tôn, Phó đến trước, mai phục ở sau màn trong phòng ngủ, rồi bày đồ tế lễ. Tế xong, nàng bỏ áo tang ra, tắm gội xong hương, trang điểm lịch sự, cười nói tự nhiên. Vĩ Lãm thấy vậy mừng lắm. Đến đêm, Từ Thị sai hoàng ra mời Lãm vào phủ, mở tiệc uống rượu. Rượu say rồi, Từ Thị mời Lãm vào phòng ngủ, Lãm mừng quýnh, lão đảo bước vào. Từ Thị bèn hô rằng: Hai tướng quân Tôn, Phó đâu rồi? Hai tướng từ trong màn
vác đao nhảy ra. Vĩ Lãm chưa kịp trở tay, đã bị Phó Anh chém một nhát ngã vật xuống đất. Tung Cao lại bồi thêm một nhát nữa, Lãm chết ngay. Từ Thị lại cho mời cả đái Viên đến. Viên vừa đến cửa, cung bị Tung, Phó giết nốt. Hai người sai bắt giết sạch họ hàng, bè đảng của họ Vĩ và họ Đái. Từ Thị lại mặc đồ tang phục và mang đầu Vĩ Lãm, đái Viên tế trước linh vị chồng. Được mấy ngày, Tôn Quyền dẫn quân mã đến Đan Dương, thấy Từ Thị đã trừ được hai tên giặc Vĩ, đấy rồi, liền phong cho Tôn Cao, Phó Anh làm nha môn tướng, sai giữ Đan Dương, rồi đem Từ Thị về dưỡng lão. Người Giang Đông ai cung khen đức họ Từ, đời sau có thơ rằng: lập mẹo trừ gian báo nghĩa chồng không ngoan tỏ mặt nữ anh hùng, tục thần theo giặc trung thần chết. Mở mắt nhìn xem khách má hồng. Lại nói, Đông Ngô hồi ấy đã bình định được bọn giặc cướp ở các vùng rừng núi. Trên sông Đại Giang, chiến thuyền có hơn 7.000 chiếc. Tôn Quyền cử Chu Du làm đại đô đốc, tổng chỉ huy cả thủy lục quân mã. Đến tháng 10 năm Kiến An thứ 12, mẹ Tôn Quyền là Ngô Thái phu nhân bị bệnh nguy cấp lắm đòi Chu Du. Trương Chiêu đến trước màn bảo rằng: ta vốn là người nước Ngô, thuở nhỏ cha mẹ mất sớm, cùng với em ta là Ngô Cảnh dời sang Việt Trung, sau ta lấy họ Tôn, sinh được 4 con. Con trưởng là Sách, lúc nó ra đời, ta nằm chiêm bao thấy nuốt mặt trăng vào bụng. Con thứ hai là Quyền, lúc đẻ ta nằm chiêm bao thấy nuốt mặt trời. Thầy bối nói rằng, mơ thấy nặc trời, mặt trăng chui vào bụng tất sinh quý tử. Chẳng may Sách mất sớm, nay trao cả cơ nghiệp Giang Đông giao phó cho Quyền, mong các ngươi hết lòng giúp đỡ, ta có chết cũng được yên tâm. Lại dặn Tôn Quyền: con phải thờ tự bố và công cẩn như bậc thầy. Em gái ta cung lấy cha con, tức là mẹ của con đấy, một mai ta nằm xuống, con phải thờ phụng như mẹ vậy. Còn em gái con cung phải nuôi dưỡng chu đáo và kén một người chồng giỏi cho nó. Nói xong thì mất. Tôn Quyền thương khóc, rồi làm lễ tống táng. Đến mùa xuân năm sau, Tôn Quyền bàn muốn sang đánh Hoàng Tổ. Trương Chiêu can: có tang chưa đầy năm, không nên cất quân vội. Chu Du nói: việc báo thù rửa hận, cần gì phải đợi hết tang. Quyền còn do dự chưa quyết, thì Bắc Bình đô úy Lã Mông vào thư rằng: tôi giữ cửa sông bỗng có Cam Ninh là bộ tướng của Hoàng Tổ đến hàng. Tôi hỏi kỹ mới biết rằng Ninh tự là Hưng Bá, quê ở Lâm Giang, thuộc ba quận. Hắn lào thông kinh sử, sức khỏe mạnh, tính hào hiệp, thường vẫn tụ họp những kẻ lánh nạn, tung hoành khắp chốn giang hồ. Hắn đeo một cái chuông đồng, lắc chuông lên ai nghe cũng phải xa lánh. Lại thường dùng gấm Tây Xuyên làm buồm thuyền, người bây giờ gọi là giặc buồm gấm. Về sau, Cam Ninh hối lại, đổi nét dữ, làm điều thiện, đem quân đến hàng Lưu Biểu. Nhưng thấy Biểu hèn kém, muốn sang theo Đông Ngô, lại bị Hoàng Tổ giữ lại ở Hà Khẩu. Mới rồi, Đông Ngô đến đánh, Tổ cung nhờ có sức Cam Ninh mới lấy lại được Hà Khẩu. Nhưng Tổ bạc đãi Cam Ninh lắm. Đô đốc là Tô Phi nhiều lần tiến cử với Tổ, nhưng Tổ bảo Ninh là bọn thủy tặc, trọng dụng làm gì. Do đó Ninh oán giận. Tô Phi biết ý, liền đặt tiệc mời Cam Ninh đến nhà, bảo rằng: tôi đã nhiều lần tiến cử ông, nhưng chúa công nhất định không dùng, ngày tháng thôi đưa, đời người thấm thoát, ông nên lo xa. Tôi đã xin cho ông làm huyện trưởng huyện Ngạc, để ông dễ đường ra đi hay ở lại. Nhờ đó Ninh qua được Hà Khẩu, muốn đến Giang Đông, lại e Giang Đông oán việc giúp Hoàng Tổ giết Lăng Tháo ngày trước. Tôi nói: chúa công mong người hiền như lúc khác cầu nước, không nhớ oán cu đâu. Vả lúc đó ai cung thờ chủ người nấy, việc gì mà oán giận. Ninh mừng rỡ liền dẫn quân sang sông định ra mắt chúa công, xin chúa công định đoạt. Tôn Quyền mừng lắm, nói: ta được Hưng Bá, chắc phá được Hoàng Tổ. Rồi sai Lã Mông dẫn Cam Ninh vào. Ninh chào lại xong, Quyền nói: Hưng Bá về đây, ta thật hả lòng.
lẽ nào còn nhắc đến oán hờn? Xin chớ nghi ngờ, hãy cứ bảo ta kế phá hoàng tổ. Ninh nói, nay vận nhà Hán mỗi ngày một suy, Tào Tháo thế tất cướp lấy ngôi vua và cướp lấy Nam Kinh. Lưu Biểu không có chí lớn, con lại ngu hèn, không thể giữ nổi cơ nghiệp. Minh Công nên tính sớm, nếu để chậm thì Tào Tháo nhất tay trên mất. Giờ đây, nên đánh hoàng tổ trước, tổ già lẫn lại tham lam xâm phạm của dân. Ai cung oán ghét, khí giới bỏ rỉ, quân không có kỷ luật gì. Nếu Minh Công sang đánh tất phá được tổ, phá được hoàng tổ rồi, khua trống vào phía Tây, giữ cửa Sở đánh lấy Ba, Thục, như thế nhất định nghiệp bá phải thành.